Ok, chào các bạn, và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái thiết bị rất là hay và không có nhiều người dùng lắm. Đó chính là chiếc remote của Calo. Thì đây sẽ là giải pháp cho những anh em mà sẽ sử dụng những chiếc máy ảnh mà nó không có cái tính năng wifi để có thể các bạn điều khiển được máy ảnh. Thì chiếc remote như thế này sẽ giúp các bạn có thể là chụp hẹn giờ này, để phơi sáng này, hay là các bạn có thể cắm vào một chiếc chân máy và mình sẽ có thể đi chụp tự sướng bằng một chiếc remote như này. Giá bên mình đang phân phối hiện tại chỉ có giá là 100.000 thôi. Intro nhé. Sau đây mình sẽ bóc và mở hộp cho các bạn trên tay một thiết bị 100.000 đáng giá siêu phẩm cho những ai không có wifi nhé. Ở đây thì mình sẽ test tiện với một chiếc 800D luôn. Thì tại sao lại dành cho những người mà máy không có wifi? Bởi vì chiếc điều khiển này nó sẽ hoạt động qua tính năng hồng ngoại chứ không phải là qua wifi hay là qua LTFC hay là qua Bluetooth. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Thực ra là lần đầu mình cầm vào cái này mình cũng không biết sử dụng như nào luôn, bởi vì nó chỉ có một cái nút bật và một cái nút để có thể các bạn tháo pin ra như thế này. Mình sẽ tháo ra cho các bạn xem nhé. Ở trên cái thiết bị này thì nó sẽ sử dụng một viên pin khá là to của đồng hồ như này. Thì đây là viên pin CR2025 3V và là pin lithium các bạn nhé. Các bạn có thể mua ở bất cứ hiệu đồng hồ nào đều sẽ có pin này. Như hàng một số hàng bán đồ gia dụng tạp hóa cũng có. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải bỏ cái giấy bóng này ra để cho pin có thể kết nối với điều khiển và chúng ta lắp vào. Vậy là chúng ta đã có một chiếc điều khiển có thể sử dụng và nhìn thì nó chẳng có cái gì luôn, có một nút bấm, một cái nút bật đằng sau có số 1 và số 2, bạn gạt lên gạt xuống này thôi. Vậy thì chúng ta sẽ kết nối cái thiết bị như thế này với một chiếc máy ảnh như thế nào? Thì thực sự thì cả một buổi ngày hôm qua mình đã mò vào cái tính năng nọ, tính năng kia thì không kết nối được, bởi vì bản chất nó để màn hình cho các bạn ạ, dễ lắm luôn ạ. Đầu tiên nhá, là các bạn sẽ phải bật cái máy ảnh của mình lên, sau đó vào cái nút tính năng đó là Self Time 10 giây hoặc là dùng điều khiển remote, sau đó các bạn ấn vào. Thế là chúng ta đã mặc định là bật tính năng remote lên, các bạn bật các tính năng khác thì nó sẽ không điều khiển ở đâu nhá. Rồi các bạn sẽ phải làm một bước nữa, mình thử bấm nhá. Đó, đã ăn luôn. Còn các bạn, ví dụ như các bạn có một cái chiếc màn hình xoay lật như này thì các bạn có thể thêm một cái tính năng, đó là bật live view lên, sau đó nhìn vào khung ảnh, thấy mình điều chỉnh ngon rồi, ra cầm cái nút điều khiển bấm. Các bạn thấy không? Phát ăn ngay. Xịn như chưa từng được xịn. Xịn như điều khiển TV vậy. Đấy không? Các bạn thấy mình đỉnh cao. Đó, thì cái thiết bị này rất là dễ sử dụng và cực kỳ nhanh chóng như thế và rất là nhỏ gọn. Các bạn hoàn toàn có thể nhét một thứ như thế này vào túi quần và bật lên bật xuống. Nhưng có một cái nhá, các bạn nên giữ cho mình một cái miếng giấy này để khi các bạn không sử dụng nữa thì các bạn sẽ cắm nó vào đây và nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm pin hơn và rất dễ sử dụng. Nếu anh em nào có wifi rồi mà vẫn lười kết nối điện thoại từ nó lâu á thì các bạn có thể sắm thêm một cái này. Còn đặc biệt với những anh em mà muốn chụp phong cảnh này, chụp phơi sáng này, các thứ mà không có tính năng wifi thì cái thiết bị này, thiết bị cực kỳ không hiện đại này sẽ giúp các bạn việc đó, giá rất rẻ, 100k thôi. Đó, bấm phát dùng ngay. À, nhưng cái này không có cái điểm dở nhé, là hầu hết là nó hồng hồng ngoại, các bạn bấm từ đằng sau này, mình đang bấm này thì phải check một cái góc nào đó để nó nhận được hồng ngoại. Đây, từ ngang như này được này, từ đằng trước như này được này, nhưng mà hình như đằng sau không biết làm nào nó được. À, được này, sao được nhở, chắc là có phản xạ các bạn. Đây, dí hẳn đằng sau này không được, nhưng mà có một cái gì đó phản xạ. Ví dụ như mình sẽ dùng cái phản xạ là cái màn hình mình đang quay của cái máy quay thì lại được. Đấy, nên anh em có thể một cái mẹo là chơi này thì có thể mang một cái gương đi nhá. Các bạn nữ có sẵn cái gương thì có thể chỉnh được từ đằng sau, nhưng mà các bạn sẽ phải có một cái phản xạ đây. Nhưng mình sẽ điều khiển nó từ đây, nó đập vào cái màn hình ở của cái máy mình đang quay, sau đó đập vào cái này thì nó lại được. Đây, khá là dị. Nhưng mà nếu mà hẳn ra đằng sau này không có cái gì ấy, thì nó sẽ không nhận. Đây, mình đang bấm rất là nhiều mà không được. Đó, thì các bạn nên chú ý một chút nhé. Thì đây là một cái thiết bị cực kỳ rẻ. Thì hiện tại bên mình đang phân phối cho cả Calo và cho cả Lycom đều có những cái thiết bị nhỏ gọn như này sẽ giúp các bạn điều khiển được một chiếc máy ảnh khi nó có thể rất cổ. Ví dụ như từ những cái dòng mà siêu cổ 10 năm trước thì các bạn vẫn dùng cái điều khiển để các bạn điều khiển được. Ok, hy vọng cái bài trên tay thiết bị điều khiển trị giá 100k qua thiết bị hồng ngoại của mình đến đây là hết. Hy vọng là các bạn sẽ thấy những video này nó bổ ích, mặc dù nó hơi nhảm một tí.
Mình là Kiên đến từ máy cũ Hà Nội và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu các bạn thực sự quan tâm thì có thể qua bên mình để test trải nghiệm. Ưng thì lấy, không ưng thì qua anh em chém gió. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.